Tiếp theo sẽ là những lưu ý về tình hình thời tiết. Chào chị Hằng My, thời tiết cuối tuần ở Nam Bộ sẽ như thế nào vậy chị? Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, một thông tin đáng chú ý là cuối tuần nắng có xu hướng gia tăng ở tại Nam Bộ đấy ạ. Khả năng ngày mai Nam Bộ sẽ xuất hiện những điểm nắng nóng gay gắt như là Đồng Phú, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh, Châu Đốc 37-38 độ C. Các nơi khác như Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ cũng nắng nóng 35-36 độ C. Một điểm tránh nóng lý tưởng mới xuất hiện ở tại Sóc Trăng mà quý vị không nên bỏ lỡ, đó chính là quán cà phê bãi biển nằm ngay trong lòng thành phố. Hàng chục tấn cát trắng từ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được đưa về đây, tạo nên nét độc đáo vô cùng thú vị. Đặc biệt khi đến quán thì trẻ em còn được thoải mái, vui đùa dưới bãi cát trắng và tắm biển nhân tạo một cách thỏa thích. Tại đảo Ngọc Phú Quốc dịp cuối tuần, trời có nắng nhiều nhưng không nóng như trong đất liền. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai ở ngưỡng là 33 độ C. Tuy nhiên quý vị cần lưu ý đó là chỉ số tia cực tím lên rất cao, ngày mai có thể lên đến mức 12. Quý vị nên chuẩn bị đầy đủ các biện pháp chống nắng nếu phải di chuyển ngoài trời. Cùng chuyển sang dự báo thời tiết biển. Dự báo đêm nay ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển êm, ủng hộ cho mọi hoạt động hàng hải.